Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm sắt. tác giả Lạc Lâm Lan, chương 476. Phía trước nhất định là có thứ gì đó gây nhiễu kim la bàn. Mọi người cẩn thận chút. Chú Lê trầm giọng nói. Chúng tôi tiếp tục đi lên trước một quảng. Quả nhiên là đến một khu vực khá trống trải. Chỗ này được con người mở rộng ra thành một không gian rất lớn vì hai trong này không có ánh lửa nên chúng tôi không thấy rõ tình hình trong động thế nào đinh nhất đi đằng trước anh ta rọi đèn pin vào trong động đột nhiên một bóng người xuất hiện nơi ánh sáng chiếu qua bởi vì đinh nhất chỉ dùng đèn pin đảo nên tốc độ rất nhanh nhưng năm chúng tôi đều thấy rõ cả đó là thứ gì tôi hơi kinh hoảng nói đinh nhất bên cạnh tôi lạnh lùng nói người chỉ không biết là người sống hay người chết nghe anh ta nói vậy tôi chợt cảm thấy da đầu tê dại. Tuy bây giờ không phải chỉ có một mình tôi đứng giữa bóng tối phải sáu, nhưng dù chỉ nhìn thấp thoáng bóng người vừa rồi thôi, tôi lại thấy rõ gã đó đứng ở đâu. Tại nơi như vậy, xác suất có thể gặp được người sống chắc chắn là cực kỳ nhỏ, trái lại xác suất gặp phải người chết rồi mà có thể tự đứng dậy lại lớn hơn. Nghĩ đến năm đây, tôi vội sờ răng thú ở trước ngực, may mắn nó còn treo trước ngực, như vậy ít nhiều có thể làm tôi yên tâm hơn. Lúc này, La Hải cẩn thận tìm kiếm ở hai bên vách động, theo kinh nghiệm trước đó của anh ta, nhất định là có cơ quan nào đó có thể ba mở thiết bị chiếu sáng ở đây. Quả nhiên, không bao lâu anh đã tìm được một khe lõm khảm ở trên vách động, thứ bên trong giống với dầu hỏa trong những tảng đá bên ngoài kia, vì thế anh lấy rim ở chỗ chú lê để châm lửa. Ngay lập tức, một tia lửa vút dọc theo vách động, rồi thấy mấy chục cây đèn dầu trong động đột nhiên sáng lên, soi bên trong sáng trưng mà đồng thời, bóng người lúc này xuất hiện trong ánh đèn pin thình lình đứng lù lù ở chỗ cách chúng tôi chưa tới 10 mét. Xem trang phục của người nọ, hẳn là đàn ông của triều đại nhà Thanh, một bím tóc dài sau đầu rũ xuống hông. Tôi nhìn kỹ, phát hiện quần áo của người này cực kỳ quen mắt, nhìn dáng người sao giống Phúc Công Công Tâm Phúc của cách cách thế. Phúc Công Công, tôi lẩm bẩm nói. Chú Lê nghe thấy thì khẽ hỏi tôi, cháu nói đây là tên thái giám kia à. Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng và cách ăn mặc rất giống. Đinh Nhất nghe thế thì bảo chúng tôi đừng cử động, tự anh ta lên trước xem thử. Nhưng với khoảng cách hiện giờ, tôi căn bản không cảm nhận được gì, vì thế bèn cẩn thận đi theo phía sau anh ta. Tuy nhiên tôi và Đinh Nhất càng đi tới gần, tôi dần cảm thấy không thích hợp lắm. Với khoảng cách này không thể nào không cảm nhận được tàn hồn. Vì thế tôi quay sang nói với chú Lê, kỳ lạ, sao cháu không cảm nhận được gì cả. Chú Lê nghe xong cũng lập tức đi tới, bởi vì thường thường lúc này đều sẽ không có chuyện hay ho gì. Chú ấy và La Hải đi nhanh đuổi theo chúng tôi, sau đó cùng đi về phía vị phúc công công kia. Chờ chúng tôi đi đến gần, tôi bị dọa cho phải liên tục lùi về sau. Đây là thứ gì vậy? Vẫn là người ư. Lão kia đã sớm là một cái thay khô, chỉ là không biết cầm của ông ta đã bị ai cắt mất còn trước người lại đặt một cây đèn dầu kỳ quái đèn dầu này nhìn thì như là để chiếu sáng nhưng thực tế lại là để thiêu cái cầm của thi thể mà dầu để thắp ngọn đèn này lại chảy ra từ giữa cầm của thi thể hình ảnh này cực kỳ kỳ lạ và kinh dị làm người nhìn có cảm giác không rét mà run chú lê cũng nhịn không được phải nói chỉ có loài động vật như con người mới có thể đối xử tàn nhẫn như thế với đồng loại thôi tại sao cháu không cảm giác được gì cả tôi thấy kỳ quái chú lê cẩn thận nhìn ngọn đèn dầu trên mặt đất và nói đèn dầu này không đơn giản nhìn như bình thường nhưng nó lại là một ngọn đèn đốt hồn người xưa thường nói cầm ngắn tất là người mệnh ngắn nhưng nếu cắt bỏ cầm của người sống sau đó lại để đèn này nướng bên dưới thì có thể thiêu đốt hồn phách gần như không còn xem ra người này chắc hẳn đã chịu tội ác tày trời bằng không đã chẳng phải gánh hình phạt tàn khốc như thế. Chú nói xem, ông ta có phải bị người ta cắt mất cầm khi còn sống không? Vậy sao ông ta có thể đứng yên ở đây như vậy, lúc thân thể con người bị đau đớn, cho dù sức nhẫn nại mạnh tới đâu cũng không thể nào cứ đứng mãi mà không nhúc nhích. Tôi mang vẻ mặt khó tin nói. Chú Lê thấy tôi không tin, bèn chỉ dưới chân thi thể, ở đó nhất định có huyền cơ mới làm thi thể thẳng tắp không ngã. Lúc này La Hải cũng nói với tôi, cậu xem giày trên chân của thi thể rất cao cho dù là giày của người xưa và người hiện đại chúng ta không giống nhau nhưng cũng không thể cao đến độ này nếu tôi không đoán sai hai chân của ông ta đã bị hai cây đinh dài đóng vào đất từ trước cậu nhìn kỹ ống quần của ông ta đi bên trong nhất định cũng có ống sắt cố định khớp xương như thế mới làm ông ta trông giống như đứng thẳng ở đấy tôi nghe mà liếu cả lưỡi nếu những cơ quan đó đều được đóng vào khớp xương lúc ông ta còn sống sau đó lại để ông ta chậm chậm bị ngọn đèn dầu trên đất này thiêu chết, vậy quá trình này không khỏi quá mức tàn nhẫn và dày vò ư. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của thi thể, tuy đã thành một cái thay khô, nhưng vẫn nhận ra được vẻ mặt dày vò của ông ta trước khi chết, còn có hướng mà đôi mắt ông ta nhìn về. Tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta, phát hiện phía đối diện ông ta có một quan tài đen kỳ lạ. Cả cái quan tài này đen nhánh, nên ở chỗ ánh sáng yếu rất khó phát hiện ra ngay. Thoạt nhìn có cảm giác chất liệu của quan tài này không giống như làm bằng gỗ, mà giống như bằng kim loại. Quan tài sắt, tôi nghi ngờ nói. La Hải lập tức lắc đầu, không phải, đầu tiên là màu sắc không giống, còn nữa, bất kể là quan tài sắt hay quan tài đồng thì ở hoàn cảnh ẩm ướt như vậy không thể nào không rỉ sét. Còn nhớ quan tài máu trắng đường lúc nãy không? Chắc hẳn là quan tài gỗ truyền thống, nhưng bởi vì lượng nước ở cả trong và ngoài đều rất lớn, cho nên mới mọc rêu đầy giống như máu chảy như thế. Tôi nghe La Hải nói thì cực kỳ tò mò, trong quá khứ có thể có kim loại gì không bị rỉ sét chứ, hoặc nó đúng là kim loại ư. Nghĩ đến đây, tôi tìm kiếm xung quanh, muốn tìm hòn đá nhỏ gì đó dưới đất, kết quả tìm nửa ngày lại phát hiện mặt đất ở đây cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa còn từng được mài dũa cẩn thận, quả thực có thể so sánh với nền đá cẩm thạch bây giờ. Đinh Nhất thấy tôi giáo gia giáo giác nhìn lung tung bèn hỏi, cậu tìm cái gì đấy? Tôi muốn tìm một hòn đá nhỏ ném vào quan tài kia để nghe thử, như vậy là biết nó có phải kim loại hay không. La Hải vừa nghe vội ngăn cản tôi, ông tổ của tôi ơi, có thể đừng làm bậy được không hả? Đừng để làm sao mà cậu nghe thì không được, lại gọi bà cô ở bên trong ra đây, đến lúc đó nếu chúng ta không xử lý được, vậy thì chỉ có thể ở lại chung cùng cô ta thôi. Chương 477 Tôi thấy La Hải nói mùa chủ này là một phụ nữ thì giật mình nói, bà cô á. Sao anh biết chủ nhân của chỗ này là một phụ nữ? Lỡ như là cái tên phò mã gì đó thì sao? Nhưng La Hải lại lắc đầu, không thể, phong thủy hai ở đây chỉ có chôn phụ nữ mới phát huy tác dụng lớn nhất, không tin cậu hỏi chú Lê xem. Chú Lê gật đầu nói, ở đây coi như là một phượng huyệt, nếu chôn phụ nữ Tức sẽ vượng cho nhà chồng. Nhưng tất cả bố cục ở đây lại năm cực kỳ quỷ quyệt, chỉ sợ mộ chủ này không phải kẻ sống thọ và chết tại nhà đâu. Nhưng cháu nhìn thấy trong trí nhớ của Xuân Hỷ, thân phận của cô cách cách kia tôn quý, ai dám làm gì cô ta chứ? Tôi khó hiểu nói. Ánh mắt của chú Sáu Lê vẫn luôn khóa chặt lấy cổ quan tài đen nhánh kia, vậy cũng không chắc, trong quá khứ loại phụ nữ thân phận tôn quý thế này thông thường đều trở thành vật hy sinh chính trị lúc nào cũng có khả năng bị áp cho danh nghĩa gì đó năm vài giết chết tôi nghe mà không kìm được thổn thức ngẫm lại sống như bây giờ vẫn còn tốt tuy rằng cuộc sống của người hiện đại cũng không dễ dàng nhưng mà ít nhất có thể tự quyết định vận mệnh của mình có thể tự chịu trách nhiệm cho ba cuộc đời của mình không giống quá khứ cho dù là vương tôn quý tộc cũng vẫn có lúc thân bất do kỹ đang nghĩ ngợi tôi có cảm giác chỗ vừa rồi bị chú lê đâm kim vào đột nhiên nóng lên tiếp theo lại nghe thấy một tiếng cười quỷ dị của phụ nữ ha 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 tôi vội ngẩng đầu nhìn giáo giác xung quanh nhưng lại không phát hiện ra gì cả mọi người nghe thấy không tôi căng thẳng hỏi bọn họ nhưng rõ ràng là ở đây trừ tôi ra không ai nghe thấy âm thanh đó chẳng lẽ vì tôi trúng độc của loại rêu màu đỏ kia mới sinh ra di chứng ư? Đám chú lê đều nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, cứ như tôi và họ không ở cùng một chiều không gian ấy. Nghe tiếng cười chợt xa chợt gần của phụ nữ kia, tôi kinh hoảng hỏi bọn họ, "Các anh thật sự không nghe thấy à? Giờ này không phải lúc để đùa giỡn đâu à nha." Đinh Nhất nghiêm mặt nói, "Cậu đừng hoảng hốt, chúng tôi đều ở cạnh cậu mà." cậu nói xem cậu nghe thấy cái gì. Tôi nuốt nước miếng nói là tiếng cười của một người phụ nữ, hơn nữa tiếng cười đó rất quỷ dị. Ở ngay bên tai tôi, lúc thì xa lúc thì gần. Chú Lê nghe xong lập tức lấy la bàn ra, lại phát hiện kim la bàn chỉ thẳng về phía cổ quan tài màu đen kia không lệch một ly. La Hải cũng nhìn lại cái đồng hồ đã không nhạy từ lâu của mình, tất cả kim đồng hồ lại cùng chỉ thẳng tắp về hướng quan tài màu đen xem ra tất cả chuyện kỳ quái đều đến từ cổ quan tài kia không biết đây là chất liệu gì chú lê đứng một bên nói sâu xa la hải là trộm mộ nên nhìn thấy quan tài là ngứa ngáy trong lòng bây giờ biết quan tài đen này chính là mộ chủ dĩ nhiên anh ta muốn mở ra xem tuy chú lê hơi do dự nhưng nếu không khai quang chúng tôi xuống đây cũng không có ý nghĩa gì vì thế la hải lấy xà beng đem theo từ từ đi về phía quan tài đen lúc này trái tim của tôi đều muốn nhảy lên tận cổ họng sợ trong giây lát sẽ có thứ gì đó đáng sợ vọt ra rốt cuộc chúng tôi cũng không phải trộm mồ chuyên nghiệp lỡ như có gặp phải chuyện gì sợ là chỉ dựa vào mỗi la hải được thôi đầu tiên la hải dùng xà ben đặt nhẹ nhàng lên mặt trên quan tài đen sau đó từ từ nảy lên tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên đây chắc chắn là kim loại tuy rằng tôi vẫn không biết đây là kim loại gì lúc này chú lê ở chỗ xa lớn tiếng nói với la hải cẩn thận một chút nếu phát hiện chuyện không ổn chúng ta lập tức rút lui la hải nghe thấy thế gật đầu sau đó bắt đầu bắt tay vào cậy nắp quan tài cùng lúc này tiếng cười bên tai tôi càng thêm thê lương làm cho người ta sợ hãi tôi nghe mà đầu đau muốn nứt ra đinh nhất thấy sắc mặt của tôi tái nhật thì hỏi tôi làm sao vậy tôi lắc đầu nói tôi cũng không biết bị làm sao chỉ cảm thấy tiếng cười kia càng ngày càng rõ ràng đầu tôi càng ngày càng đau lúc ấy nghe thấy tiếng két la hải đã cậy được một góc của nắp quan tài ra lập tức có một mùi hương từ trong quan tài bay ra la hải cũng hơi giật mình anh ta lập tức nín thở sau đó không chút nghĩ ngờ sải dài bước chân chạy về chỗ chúng tôi chúng tôi sợ mùi hương này có độc nên đều lập tức rút về cửa động xét cho cùng chỗ đó cũng khá trống trải nếu đúng là khí độc thì cũng tan nhanh hơn chút nhưng mấy người chúng tôi đợi một lúc phát hiện trừ bỏ mùi hương ngập mũi ra thì không có gì khác có phải thi thể trong quan tài tự mang theo mùi thơm không giống như hương phi trong truyền thuyết ấy tôi ngờ vực nói nhưng chú lê lại không đồng ý cách nói của tôi con người sau khi chết là một cái xác hôi thối lúc sống dù thơm thế nào sau khi chết cũng thối mùi hương này chắc là một loại hương liệu trong quá khứ được truyền tới từ tây vực có tác dụng chống phân hủy tôi nghe xong thì âm thầm thở vào trong lòng may mắn không phải khí độc bằng không dù chúng tôi chạy nhanh cỡ nào ít nhiều cũng sẽ hít phải một ít lúc này la hải cũng cùng đinh nhất quay lại chỗ quan tài đen chia nhau cậy ba góc khác của quan tài nhờ sức lực của đinh nhất và la hải đều lớn hơn người thường bằng không thật đúng là nhất không nổi cái nắp quan tài nặng muốn chết này nhưng ngay lúc họ đang hợp sức chuẩn bị đẩy nắp quan tài ra một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi không được nhúc nhích tôi quay đầu lại nhìn một họng súng đen ngầm chĩa thẳng vào chúng tôi đinh nhất đang khai quang thấy tình hình không ổn bèn trượt xuống khỏi quan tài đen cùng với la hải người tới không phải ai khác đúng là chú cháu nhà họ tôn nhìn như rất thành thật nhìn súng đất tự chế trong tay họ còn có vẻ mặt dữ tợn của hai người Xem ra người dụ tôi đi ra ngoài đánh tôi bị thương quả nhiên chính là hai chú cháu nhà này. Các người có ý gì? Tổng giám đốc Lương Đâu, chú lê lạnh giọng chất vấn bọn họ. Tôn Bân nghe xong cười lạnh và nói, tôi thấy các người vẫn nên dành thời gian quan tâm một chút đến tình hình của mình đi. Là anh đánh ngất tôi, tôi cố gắng kiềm nén cơn tức trong lòng. Không ngờ Tôn Bân lại còn nói với vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, Ai bảo các người xen vào việc của người khác? Lúc trước tôi chỉ đánh cậu bị thương, cũng không muốn mạng của cậu, nhưng mà các người lại không biết điều, cố chấp muốn ở lại. Sau này có xuống điện Diêm Vương cũng không trách chúng tôi được. Tôn Bân nói xong thì muốn nổ súng, tôi thấy vậy lập tức hét to lên, từ từ, từ từ, sao vừa đến đã nổ súng thế hả? Dù chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không, lần này Tôn Bân cũng không đáp lời mà là chú của anh ta trầm giọng nói, không hiểu lầm, hễ là người quấy rầy lăn tẩm của cách cách thì đều đáng chết. Không phải, các người có phải bị trúng ta không? Vì cách cách này là một cách cách thời mãn thanh, có quan hệ gì với các người chứ? Lại nói, tòa nhà này là của Tổng Giám Đốc Lương, càng không có quan hệ gì với các người. Các người lại đến nỗi vì một cách cách đã chết một hai trăm năm mà giết người à. Tôi khẩn khoản nói. Chương 478 Đột nhiên vẻ mặt chú của Tôn Bân trở nên dữ tợn, đây vốn là tòa nhà của nhà họ Tôn. Là lúc trước bối lập gia ban cho nhà họ Tôn chúng tôi, để đời đời nhà họ Tôn ở đây túc trực bên linh cửu. Nếu không phải sau này đảng Cộng sản chia nhà ở, chúng tôi cũng hay không đến mức hạ mình cho tên gian thương Lương Thánh Kiệt kia trục lợi. Chú Lê thấy ông già Tôn kích động như thế, sợ lão cho cháu trai mình nổ súng thật. Tuy đinh nhất và la hải bên chúng tôi có võ nghệ rất tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong, như vậy không có lợi năm lắm. Vì thế chú ấy lập tức dịu giọng nói, ông cụ à, ông đừng kích động. Chúng tôi và Tổng Giám Đốc Lương cũng không có quan hệ đặc biệt thân thiết gì cả, chỉ là người được ông ta mời đến giúp thôi. Vừa rồi tôi thấy ông kích động, hơn nữa lại canh giữ ở đây nhiều năm như sáu vậy, chắc là có ẩn tình gì đó, không bằng kể cho chúng tôi nghe đi cho dù cuối cùng ông không định thả chúng tôi ra tốt xấu gì cũng để chúng tôi làm quỷ mà biết cho rõ chuyện cũng không thể nằm xuống mà không biết tại sao mình mất tính mạng chứ ông tôn mặt mũi âm trầm năm suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới oán hận nói với chúng tôi được hôm nay tôi sẽ kể lại lịch sử trăm năm của nhà họ tôn cho các người nghe dù sao các người cũng chẳng còn mạng để rời khỏi đây cũng để các người hiểu rõ trước khi lên đường Tổ tiên của nhà họ Tôn vốn ba là Tôn Hồng Thọ, là gia nô của phụ bối lạc gia năm đó, luôn đi theo sau bối lạc gia A Kỳ Cát. Sau đó A Kỳ Cát được Hoàng thượng và Thái hậu chỉ hôn, cưới con gái của dụ thân vương là Cách Cách Thiện Nhã. Trong số các Cách Cách, cô Cách Cách Thiện Nhã nổi tiếng là Điêu Hoa Tùy Hứng. Hơn nữa, từ nhỏ cô ta đã được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ nuôi trong cung, có thể nói thân phận cực kỳ tôn quý. Mà trước đây lúc tranh ngôi vị hoàng đế cha của A Kỳ Cắt đã đứng sai phe, tuy rằng sau này được quyền lực của Thái Hậu bảo vệ, nhưng địa vị trong triều lại không như trước. Cho nên mặc dù A Kỳ Cát không thích cô cách cách thiện nhã này cỡ nào, nhưng cũng phải cưới cô ta làm vợ. Kết quả cách cách thiện nhã vừa vào cửa đã rất ương ngạnh, ngay cả cha mẹ chồng của mình cũng không để vào mắt. Cách cách thiện nhã từ nhỏ lớn lên trong hậu cung, đã quen thấy thủ đoạn của phụ nữ ở đó cho nên cô ta trừng trị hậu viện của A Kỳ Cát cũng rất tàn nhẫn, độc ác. Thật ra khi cách cách thiện nhã chưa vào cửa, A Kỳ Cát cũng đã có hai vị trắc phúc tấn, hơn nữa trong đó một người đã sinh cho hắn một người con trai. Bởi vì là trưởng tôn trong phủ, cho nên thằng bé nhận được sự yêu thương của cha mẹ A Kỳ Cát. Nhưng khi cách cách thiện nhã vào cửa không đến mấy ngày, tiểu bối lạc này lúc chơi không cẩn thận đã đụng ngã nàng ta, vì thế nàng ta nổi trận lôi đình phạt đứa trẻ quỳ trong sân hai canh giờ. Nhưng lúc ấy trời đã vào đầu đông, tiểu bối lạc cũng chỉ mới 5 tuổi, ngạch nương của nó đau khổ cầu xin muốn chịu phạt thay cũng không được. Lúc ấy A Kỳ Cát và A Mạ của hắn có việc công nên không ở trong phủ, mà toàn phủ trên dưới, địa vị của cách cách thiện nhã là cao nhất, cho nên ai cầu xin đều vô dụng. Chờ đến khi A Kỳ Cát nhận được tin vội vàng trở về, tiểu bối lạc đã quỳ trong viện gần hai canh giờ rồi. Trong cơn giận dữ, A Kỳ Cát vung roi quốc mấy tên nô tài bên cạnh cách cách thiện nhã một trận nặng, sau đó mới ôm tiểu bối lạc về phòng. Tiểu bối lạc vốn là trẻ sinh non, là ngạch nương của nó ngày ngày uống thuốc giữ thai mới ráng giữ được, từ nhỏ thể chất đã yếu ớt cho nên đều được A Kỳ Cát và cha mẹ hắn yêu thương, đâu chịu nổi sự ức hiếp thế kia. Đêm đó tiểu bối lạc sốt cao không ngừng, đại phu được mời đến đều liên tục lắc đầu nói bởi vì tiểu bối lạc bị hoảng sợ cộng thêm cảm lạnh, hơn nữa thể chất của nó vốn rất kém, chỉ sợ là xoay trời lật đất cũng không có cách. Lúc này cách cách thiện nhã cũng biết mình có thể gặp rắc rối, vì thế cho thái giám bên cạnh mình vào cung ngay trong đêm xin thái hậu giúp đỡ. Tuy thái hậu biết tính tình của cách cách thiện nhã, nhưng lại có lòng thiên vị, nên để ngự y chuyên khám bệnh cho mình đến phụ bối lạc ngay trong đêm, đáng tiếc vẫn không thể giữ lại mạng của tiểu bối lạc lúc ngạch nương của tiểu bối lặc sinh thằng bé ra có thể nói là cử tự nhất sinh lúc ấy bà đỡ đã nói với nàng ta đời này sẽ không có thêm con được nữa bây giờ đứa con trai duy nhất không còn bản thân sau này sẽ không có gì để trông cậy vào vì thế nhân lúc nha hoàng bên cạnh không chú ý đã thắt cổ tự sát chắc phúc tấn này vì có công sinh con nên lúc cách cách thiện nhã chưa vào cửa đã được yêu thương cực kỳ có thể nói là miếng thịt ở đầu quả tim của a kỳ cát trong một đêm hai mẹ con đều chết, quả thực à A Kỳ cắt trước muốn tự tay bóp chết ả à đàn bà độc ác kia. Nhưng lúc này cách cách thiện nhã đã sớm chạy vào cung khóc lóc kể lễ, nói mình không biết cơ thể của tiểu bối lạc không tốt như thế. Chị thấy nó rất không ngoan, bản thân mình lại là chủ mẫu nên không thể mặc kệ, vì thế mới dạy dỗ nó chút xíu, nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Cuối cùng Thái Hậu phạt cách cách thiện nhã chép 100 lần chú vãng sinh cho tiểu bối lạc đưa tới chùa Gia Phúc, cũng đốt 49 cây đèn dầu ở đó cho tiểu bối lặc cầu cho nó sớm ngày chuyển thế làm người. Trong mắt Thái Hậu, đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói, đây đã là ân sủng lớn lao, hơn nữa bà ta cũng đã hạ ý chỉ trách cứ cách cách thiện nhã. Hy vọng sau này nàng ta tu thân dưỡng tính trong phủ, hiếu thảo với cha mẹ chồng, cẩn thận quản lý gia đình. Nói trắng ra chính là bỏ qua chuyện cũ. A Mã của A Kỳ Cắt sau khi biết ý của Thái Hậu cũng không dám nói gì nữa, chỉ bảo A Kỳ Cắt vĩnh biển quên chuyện này đi. Tuy nhiên A Kỳ Cắt sao có thể dễ dàng quên thù chiếc con hại vợ mình như thế. Nhưng hắn biết bây giờ mà làm căng thì không ổn, nếu làm vậy, con đường làm quan của A Mã và chính hắn cũng sẽ bởi thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Cả nhà mình có thể bình an là vì có Thái Hậu bảo vệ, nếu vì chuyện này mà trở mặt với Thái Hậu thì cả nhà họ sẽ chẳng còn ngày trở mình vì thế a kỳ Cát quyết định cứ nhìn chuyện này lại còn à cách cách thiện nhã kia sau này hắn sẽ có cách trừng trị nàng ta một khi trong lòng có oán hận làm sao động lòng được cho nên dù a kỳ cắt đến phòng của cách cách thiện nhã thì cũng chỉ là ngồi một lúc rồi đi căn bản không ở lại qua đêm tuy rằng bây giờ nàng ta mới là phúc tấn của mình nhưng hắn lại không muốn sinh một mụn con nào với nàng ta cả lại nói đến cách cách thiện nhã Tuy vì chuyện của tiểu bối lạc, nàng ta đã kiềm chế lại không ít, nhưng cũng không cho phép những người khác được sủng ái. Bản thân mình không sinh được con thì cũng không cho người khác sinh con cho A Kỳ Cát. Tất cả A Kỳ Cát đều thấy rõ, vì có thể giữ được con nối dõi cho mình, hắn lén bố trí biệt viện ở ngoài, cho thuộc hạ đưa cô gái mang thai con mình đến đó dưỡng thai, còn mấy trắc phúc tấn trong phủ cũng đều là ngụy trang cho cách cách thiện nhã xem mà thôi. Ngày tháng như vậy dằn co gần 2 năm, đến một ngày cách cách thiện nhã đột nhiên nói mình đã mang thai, còn mời ngự y trong cung đến bắt mạch, xác định là hỉ mạch. Chương 479 Khi A Kỳ cắt biết thiện nhã mang thai đã sinh lòng nghi ngờ, trừ một lần bị nàng ta chuốt say ngủ lại phòng nàng ta ra, thời gian còn lại hắn vốn không cùng phòng với cách cách thiện nhã, còn ở đâu ra đây? Cho nên A Kỳ Cát không tin cái thai thiện nhã mang là con của mình nhưng một khi hai để nàng ta sinh đứa trẻ này ra không phải của mình thì cũng thành của mình thử nghĩ người đàn ông nào chịu thừa nhận vợ cắm sừng cho mình chứ cho dù hắn căm ghét người vợ này đến tận xương tủy cũng không được vì thế hắn phái thuộc hạ của mình tra xét hành tung của cách cách thiện nhã và người năm trong viện của nàng ta cuối cùng cũng phát hiện một ít manh mối theo báo cáo của thuộc hạ a kỳ cát họ phát hiện ở biệt viện của cách cách vẫn luôn giấu một thai phụ chờ sinh hơn nữa, thai phụ này không phải ai khác, chính là nha hoàng Xuân Hỷ lúc trước đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ của cách sáu cách. Nhưng sau đó, A Kỳ Cát được thám tử mình cài vào phủ dụ thân vương báo về, Xuân Hỷ này căn bản chưa từng về lại vương phủ. Cho nên khoảng thời gian nàng ta rời khỏi phủ bối lạc nhất định là đã bị cách cách sắp xếp đến chỗ nào đó. Cuối cùng sau khi tra xét nhiều mặt, A Kỳ Cát rốt năm cuộc biết cách cách thiện nhã đang chơi trò gì. Hóa ra nàng ta muốn mượn bụng sinh con, nhưng còn cái bụng dần dần phồng lên kia là thế nào đây? Lúc trước A Kỳ các thầm nghi ngờ nên đã sờ thử bụng của cách cách, đó tuyệt đối đúng là bụng của thai phụ, vì hắn đã từng làm cha cho nên không ba thể nhầm được. Mới đầu hắn cho rằng đây là thiện nhã yêu đương bụng trộm với người khác mà có, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì toàn phủ trên dưới đàn ông có thể vào biệt viện của cách cách đều là thái giám ngày thường thiện nhã trừ việc ở trong biệt viện thì là tiếng cung thỉnh an thái hậu nhưng hậu cung trừ hoàng thượng là một người đàn ông bình thường ra thì cũng đều là thái giám mà lại nói nếu nàng ta đã có thai tại sao còn muốn giấu một xuân hỷ cũng mang thai giống thế chứ đều không phải con ruột của a kỳ các hắn con nào mà không giống nhau hay nàng ta chỉ muốn bảo đảm trước nhất định phải là bé trai nhưng loại chuyện này ai mà nói chắc được. Lỡ như Xuân Hỷ sinh ra cũng là bé gái thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, A Kỳ Cát cũng không nghĩ ra nguyên do. Mãi đến một ngày, trong phủ có một vị quan thân thích tới. Vị thân thích này là anh họ của ngạch nương A Kỳ Cát, cũng chính là cậu họ của A Kỳ Cát. Mà bên cạnh ông cậu họ này có một vị vua sư tác mãn dáng người gầy ốm tên A Thái đi theo chính vị vua sư a thái này vừa liếc mắt đã nhìn ra hiện tượng kỳ lạ trong phủ bối lặt bởi vì dù sao cũng là khách ở đây cho nên vua sư a thái này cũng không nói thẳng mà thông qua cậu họ của a kỳ cát để nhắc nhở hắn rằng trong phủ có một thai phụ chờ sinh nở hơi không bình thường a kỳ cát vừa nghe là nghĩ ngay tới thiện nhã thế là hắn lập tức mời vua sư a thái vào phòng trong cho ông ta nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút vì thế vị vua sư A Thái này bèn nói cho hắn biết, quý phụ có một vị thai phụ chờ sinh nở đang thực hiện cấm thuật cao nhất của tác mãn giáo bọn họ, ác quỷ ăn thai người. Vì cấm thuật này quá tổn hại âm đức cho nên đã bị cấm sử dụng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên bây giờ lại có thể xuất hiện trong phủ bối lạc, vậy chứng minh người trong phủ chắc chắn có biết tên cặn bã nào đó trong tác mãn giáo bọn họ cái gọi là ác quỷ ăn thai người này thật ra chính là để cho một ác quỷ không thể chuyển thế làm người ăn hết hồn phách của thai nhi trong bụng thai phụ chiếm thể xác của thai nhi đủ tháng cho nó dùng sống lại làm người nhưng khuyết điểm của phương pháp này chính là nếu ác quỷ muốn chân chính thành người nhất định phải tìm một cơ thể mẹ để ký sinh cơ thể mẹ bị ký sinh sẽ từ từ lộ bụng ra giống như thai phụ bình thường đến khi đủ tháng cơ thể mẹ sẽ sinh ra thai quỷ Tuy nhiên thai quỷ được sinh ra lúc này lại chỉ là một bãi máu đen, chỉ có ngâm một thai phụ chưa sinh bình thường khác vào trong máu đen, như vậy đứa trẻ sinh ra mới là ác quỷ chuyển thế chân chính. Mà khi Vu Sư A Thái biết được, toàn bộ phủ chỉ có duy nhất một thai phụ, lại chính là cách cách Thiện Nhã, cũng rất hoảng hốt, bởi vì khi pháp thuật này thành, cả hai cơ thể mẹ đều không thể may mắn thoát chết. Cơ thể mẹ mang thai quỷ sẽ bị ác quỷ rút hết tinh huyết toàn thân còn thai phụ bình thường kia cũng sẽ bị ác quỷ thành người xé bụng mà ra chắc chắn là không sống được a kỳ cắt nghe vua sư nói xong nghĩ tới nghĩ lui cho rằng thiện nhã nhất định là bởi vì sốt ruột mong có con nên mới bị một vua sư tác mạng có mưu đồ bất chính lừa bịp lợi dụng rơi vào con đường chết này vì thế a kỳ cắt thầm nghĩ nếu cách cách thiện nhã tự tìm đường chết thế thì không bằng mình thành toàn cho nàng ta đi nếu bây giờ đã biết trong bụng nàng ta mang thai quỷ, vậy thì không thể để nó sinh ra. Sau đó qua sự sắp xếp kín đáo, A Kỳ các lần lượt thay thế một ít hại nhân trong viện của Thiện Nhã, cứ như vậy, lúc ra tay cũng tiện hơn rất nhiều. Ngày tháng rất nhanh đã đến lúc Thiện Nhã lâm bồn, nhưng A Kỳ các nhanh chóng phát hiện chỗ Thiện Nhã đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn sinh, nhưng chỗ Xuân Hỷ lại không có chút phản ứng nào. Bà đỡ đỡ đẻ cho thiện nhã cũng được nhà mẹ đẻ của nàng ta mời đến. Chỉ thấy bà đỡ và vú già ra ra vào vào, nhưng trong phòng sinh lại yên tĩnh lạ thường. Khi ấy tiểu phúc tử bên cạnh thiện nhã đột nhiên đi đến một nhà kề của biệt viện, A Kỳ cắt biết lão ta muốn moi sống đứa con trong bụng Xuân Hỷ ra. Vì thế một mặt A Kỳ cắt phái người khống chế chỗ thiện nhã, còn hắn dẫn người vọt vào nhà kề kia. Kết quả vừa vào cửa thì nhìn thấy Tiểu Phúc Tử đang muốn lấy dao rạch bụng Xuân Hỷ ra, nên hắn chém đứt cái tay cầm dao của Tiểu Phúc Tử. Vì chuyện đã tới mức này, ác quỷ đã vào phủ, nếu xử lý không tốt, nhẹ thì nhân khẩu suy yếu, nặng thì người chết nhà tan. Cho nên A Kỳ các bèn theo lời vua sư A Thái kia, đưa Thiện Nhã và Xuân Hỷ, cùng tất cả những người liên quan tới huyệt mộ đã tìm sẵn từ trước mà huyệt mộ chính là tiểu phượng huyệt phong thủy cực tốt dưới giếng cổ ở trong căn nhà cổ này lúc thiện nhã bị đưa tới đây vẫn còn tỉnh táo nàng ta đầy căm thù nhìn a kỳ cát nói ngươi dám đối với ta như thế ư ngươi không sợ thái hậu giết ngươi sao a kỳ cát cười lạnh ta đối với ngươi thế nào nào ngươi khó sinh mà chết ta dùng quy cách của phúc tấn hậu tán ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ ư nếu không phải vì ứng phó với thái hậu nghiền xương ngươi thành cho cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Thiện nhã còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vua sư A Thái kia lại không cho nàng ta cơ hội này. Ông ta dùng một miếng vải bố trắng bịch kín miệng thiện nhã, sau đó sai người trói nàng ta lên trên một cổ quan tài. Mà cô gái ở bên trong quan tài đó lúc này chính là Xuân Hỷ lại đang hôn mê bất tỉnh. Chương 480 Khi ấy thân dưới của thiện nhã đã bắt đầu chảy ra thứ như máu đen thẳm đỏ cùng lúc đó cơ thể của thiện nhã cũng bắt đầu rung lên bần bật. Máu trong người của một cô gái có thể có bao nhiêu chứ? Ấy thế nhưng máu đen từ thân dưới của cách cách thiện nhã chảy hai ra lại dần dần bao phủ cả cổ quan tài. Đến khi cơ thể của thiện nhã cứng đờ, thân dưới không còn có máu đen chảy ra nữa, lúc này vua sư A Thái mới sai người đẩy nắp quan tài lại ngay. Cơ thể của thiện nhã giờ đây đã thành ra xanh tím, Cơ bắp teo rút phải năm không còn một chút sức sống nào rồi. A kỳ các nghiêm hình xét hỏi tất cả thân tính bên cạnh thiện nhã, nhưng không ai biết vua sư tác mãn đưa ra chủ ý này cho ả ta là ai. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là tiểu phúc tử. Tất cả mọi người khai nhận là sáu tiểu phúc tử ra ngoài phủ tìm vua sư cho cách cách, đừng nói là đám người dưới bọn họ, chính cách cách cũng chưa từng gặp mặt vua sư kia. Nhưng tên tiểu phúc tử này lại rất kính miệng, tay cũng bị chém đứt một bên rồi mà vẫn không chịu khai gì cả. Cuối cùng vẫn là năm vị vua sư A Thái niệm một đoạn thần chú mà không ai nghe hiểu với tiểu phúc tử. Sau đó lão ta bị đau đớn đến lăn lộn trên đất thì mới nói ra chân tướng. Thật ra vốn chẳng có vua sư tác mãn gì cả, tất cả chuyện này đều do tiểu phúc tử bìa đặt ba ra. Sở dĩ lão ta biết cấm thuật ác quỷ ăn thai người này là bởi vì trước khi tịnh thân vào cung, Lão ta vẫn luôn đi theo một vị vua sư tác mãn để học vua thuật, nhưng về sau vua sư đó lại bệnh chết, trước lúc Lâm Chung đã truyền cấm thuật này cho lão ta. Sư phụ của lão ta nói, bản thân mình cả người sát nghiệt quá nặng, căn bản không thể chuyển thế làm người, tất sẽ trở thành ác quỷ. Ông ta hy vọng về sau lúc tiểu phúc tử có cơ hội hãy sử dụng thuật này để làm mình sống lại. Đến lúc đó hai thầy trò bọn họ nhất định có thể khai sáng một mảnh trời mới trên thế gian này. Trước khi chết, sư phụ của Tiểu Phúc Tử vẽ cho lão ta một cái bánh lớn, cho lão ta một mục tiêu hư vô mờ mịt, lại không cho lão ta biết không còn sư phụ che chở phải sinh tồn như thế nào. Sau cùng thật sự không còn đường sống nên Tiểu Phúc Tử đành phải tự bán mình. Lão ta vốn tưởng rằng người mua cùng lắm là cho mình vào phủ làm gã sai vặt, nhưng lão ta chẳng thể ngờ lại bị người ta bán vào cung làm thái giám vì thế lúc này mới vòng đi vòng lại đến được bên cạnh cách cách thiện nhã. Tuy lão ta làm nô tài nhiều năm, nhưng vẫn không quên lời sư phụ trước khi chết, vì thế lão ta vẫn luôn che giấu bản lĩnh của mình, yên lặng chờ đợi một cơ hội. Rốt cuộc, cơ hội này tới, cách cách thiện nhã tính tình quái đảng tùy hứng vì không chiếm được sự yêu thích của phò mã, lại muốn sinh một đứa con, vì thế ông ta bèn đề xuất có thể ra ngoài phủ tìm một vua sư dùng bí thuật để mang thai theo cách khác thiện nhã ngu xuẩn đương nhiên không biết tiểu phúc tử có chủ ý gì vì thế rất dễ dàng để cơ thể của mình mang thai quỷ thế mới có một loạt chuyện sau này a kỳ cắt nghe xong thì thấy ớn lạnh hết cả sóng lưng ai có thể ngờ một tên thái giám nhỏ nhoi cả ngày vân vân dạ dạ lại là một vua sư giết người không chớp mắt bây giờ ác quỷ đã ra ngoài nhất định phải nhốt nó và xuân Hỷ trong quan tài bịt kính trong lăng mộ này như vậy mới có thể không cho ác quỷ sinh ra. Còn thi thể của cách cách thiện nhã, vua sư A thái liệm cô ta vào trong một cổ quan tài đen chế tạo đặc biệt, để tránh oán khí tận trời trên người cô ta hóa thành nữ xác. Hơn nữa, cổ quan tài đen này không phải bình thường, nghe nói là vào mùa đông một năm kia ở quan ngoại, đột nhiên trời giáng lửa lớn, thiêu bảy ngày bảy đêm, chờ lửa trời tắt đi, mọi người gần đó phát hiện trên mặt đất có một hố đất cực kỳ lớn khối đá kỳ quái màu đen này đã ở đó. Những người gần đó cho rằng đây là tà ma yêu quái gì đó, sợ tới mức nhau nhau đi mời vua sư A Thái tới trừ tà. Khi ông ta tới hiện trường, phát hiện đây là một khối đá trên trời, nói thẳng ra chính là thiên thạch bây giờ. Vì thế vua sư A Thái tự làm pháp sự cho tảng đá, rồi đưa ra ý muốn đem tảng đá đi. Dân bản xứ dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, bởi vì lúc ấy Mọi người đều cho rằng tảng đá đen từ trên trời rơi xuống thế này chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Vua sư A Thái kéo tảng đá đen đi rồi làm thành cổ quan tài đen hiện giờ, sở dĩ ông ta chế tạo nó thành quan tài là bởi vì có một lần ông ta nhìn thấy một con chim nhỏ chết trên tảng đá đen. Lúc đó ông ta cũng không coi là chuyện gì nên dĩ nhiên không để ý tới xác con chim nhỏ. Ai ngờ mấy năm sau khi ông ta muốn chuyển tảng đá đến nơi khác gửi, lại ngạc nhiên phát hiện xác con chim nhỏ kia không hề thối rửa. Vì thế Vu sư A Thái mới biết tác dụng của tảng đá ngày ấy như thế. Lúc này mới đúc nó thành quan tài đen. Sau đó Vu sư A Thái sai người đặt quan tài máu có chứa thi thể của Xuân Hỷ ở cửa vào lăng mộ, cũng làm bí thuật trên quan tài. Một khi có người quấy rầy đến cô ta, hoặc là có kẻ trộm mộ muốn mở quan tài kiếm đồ quý, thì lúc đó Xuân Hỷ trong quan tài sẽ sống lại cùng với ác quỷ giết hết tất cả kẻ cấp xâm nhập lăng mộ. Khi ông ta sắp xếp mọi thứ trong lăng mộ xong, lại phát hiện thiếu một ác quỷ dẫn đường làm đèn dầu sát người, vì thế lúc này mới có cái thây khô đứng thẳng mà lúc trước chúng tôi nhìn thấy kia. Cái thây khô này không phải ai khác, chính là tiểu phúc tử lòng đầy tà niệm. Bố trí thỏa đáng hết rồi, vu sư A Thái sai người bịt kính cửa vào lăng mộ, nhưng nếu muốn đạt được phong thủy của một huyệt quý nhất định phải giữ lại một chỗ cửa ra để có thể thông gió, vì thế lúc này mới có miệng giếng cổ kia. Cũng bắt đầu từ năm ấy, con đường làm quan của A Kỳ cắt liên tục thuận lợi, sau còn bởi vì đánh hồi cương lập chiến công, được phong làm thân vương. Hắn biết sự may mắn của mình mấy năm nay không khỏi liên quan với phượng huyệt kia, vì thế mới phái thuộc hạ của mình là tôn hồng thọ canh giữ lăng mộ đó. Sau đó vì không để người ngoài phát hiện lỗ thông gió của lăng mộ A kỳ các bèn xây một tòa nhà lớn để che giấu miệng giếng bên trong. Hơn nữa ban tòa nhà này cho tôn hồng thọ để gia tộc họ đời đời kiếp kiếp canh giữ chỗ đó. Từ đây người nhà họ tôn trong mắt người ngoài trở thành nhà giàu trong vùng do có bối lạc gia quan tâm, việc làm ăn cũng xuôi gió xuôi nước. Vì thế tổ huấn của nhà họ tôn bọn họ chính là tiếp tục truyền thừa bí mật canh giữ lăng. Trong hàng trăm năm sau, nhà họ tôn có thể coi là con cháu thịnh vượng. Từ ban đầu là một nhà vài người phát triển đến thời kỳ cường thịnh nhất, trong thôn Tôn Gia Câu có mấy trăm con cháu họ Tôn, mà bí mật canh giữ Lăng cũng vẫn luôn được truyền miệng trực tiếp cho tộc trưởng mới trong tộc khi nhận chức. Tuy nhiên về sau triều Thanh diệt vong, con cháu của bối Lạc gia đều chạy trốn ra nước ngoài, Đảng Cộng sản đuổi tộc trưởng nhà họ Tôn ra khỏi nhà cổ, nhà cổ trở thành phủ đốc quân sau này tộc trưởng nhà họ Tôn bị đuổi ra khỏi nhà cổ vẫn luôn lo lắng lăng mộ trong giếng bị người ta phát hiện, bởi vì lúc ấy lũ quân Việt trộm mộ rất hung hăng ngang ngược. Nếu một khi để lão già quân Việt nào đó có quyền, có súng biết được sự tồn tại của lăng mộ này, cho dù không tìm thấy vật bồi tán gì đáng giá thì cũng sẽ phá hủy toàn bộ lăng mộ. Chương 481 Đến tận sau này xảy ra chuyện chiến sĩ cách mạng bị giết ném vào giếng, sau đó mới hoàn toàn bịt kính giếng cổ mà từ đó về sau, nhân khẩu dòng chính của tộc trưởng nhà họ Tôn trở nên điêu tàn. Nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi Tôn Gia Câu, chỉ mang theo bí mật tương truyền qua nhiều thế hệ đó tiếp tục sinh sống ở đây. Rất nhiều năm sau, Trung Quốc đổi mới phải hai ngân đón cuộc cải cách mở cửa, đời sau của tộc trưởng vẫn luôn ngủ đông ở Tôn Gia Câu. Biết được nhà cổ của nhà họ Tôn bị người ta mua với giá cao, vì thế ông ta mới nhận lời mời đến nhà cổ làm người trông coi người này chính là chú của tôn bân là ông tôn trước mắt chúng tôi bây giờ nghe ông tôn kể xong lịch sử gia tộc của họ xong phải năm tôi không kìm được phải nói ông tôn triều thanh thật sự đã diệt vong rất nhiều năm rồi thế hệ này sang thế hệ khác của các người canh giữ ở đây còn có ý nghĩa gì lại nói bây giờ đã là thời đại nào vì mấy thứ mấy thứ không hề có ý nghĩa đó mà giết người ư thật sự đáng giá sao đương nhiên đáng giá đây là hứa hẹn của người họ Tôn sáu chúng tôi với Bối Lạc gia, năm đó nếu không có Bối Lạc gia quan tâm nhà họ Tôn, sẽ không có Tôn gia câu mấy trăm người hiện giờ. Có thể họ đã quên, nhưng người canh lăng chúng tôi lại không thể quên. Chúng tôi chẳng sợ chỉ còn lại một người cũng muốn giữ bằng được bí mật của lăng mộ. Cho nên, các người phải chết. Câu nói cuối cùng của ông già Tôn cực năm kỳ thâm độc, xem chừng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Nhưng có Đinh Nhất và La Hải ở đây, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì, tuy họ có súng tự chế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai chú cháu, nếu thật sự lấy cứng đối cứng, chỉ cần tôi và chú Lê tự bảo vệ tốt cho mình là đủ. Lúc này chú Lê vẫn chưa quên khách hàng của mình, xét cho cùng phải ba không có tổng giám đốc lương, mụ nội nó ai trả tiền cho chúng tôi đây? Vì thế tôi liền thấy chú ấy tỏ vẻ bình tĩnh nói, các người đã làm gì tổng giám đốc lương? Yên tâm, ông ta sẽ chết chậm hơn các người một lát thôi, đợi giải quyết các người xong, chúng tôi sẽ đi xử lý ông ta." Ông Tôn nói xong thì ra hiệu bằng mắt cho Tôn Bân, ý bảo anh ta lập tức nổ súng. Đáng tiếc Tôn Bân là một kẻ ngày thường còn chưa từng giết gà, cho nên lúc này tôi có thể thấy trong mắt anh ta thoáng hoảng sợ. Đinh Nhất nhắm chuẩn thời cơ nhanh chóng phi con dao bạc luôn mang theo người, cắm phập vào mu bàn tay của Tôn Bân. "A!" À, Tôn Bân thét lên, súng trong tay rơi xuống đất. La Hải sải dài bước chạy qua dẫm mạnh một chân lên thân súng. Tôi thấy cục diện đã xoay chuyển, thì đắc ý nói với chú cháu nhà họ Tôn, chỉ với hai người các người mà muốn xử lý chúng tôi. Tôn Bân, anh nói anh cũng coi như là người được nhận nền giáo dục đại học. Chú của anh, U Mê, không tỉnh ngộ. Sao cả anh cũng không hiểu vậy? Tôi nhớ anh nói anh đã kết hôn đúng không? Nếu hôm nay anh giết người, anh có nghĩ tới một khi chuyện bại lộ thì phải làm sao không? Anh có đối mặt được với vợ của anh không? Tôn Bân bị tôi nói đến sám xịt mặt mày, xem ra tôi đoán không sai, ý thức trách nhiệm trong lòng Tôn Bân không bằng được chú của anh ta. Nghĩ tới điều này, đột nhiên tôi cảm thấy ông Tôn này sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy, chắc chắn ông ta còn có chiêu cuối gì đó. Ngay lúc tôi muốn nhắc nhở mọi người thì phát hiện đã không còn kịp nữa chỉ thấy ông Tôn vẽ mặt dữ tợn chạy đến chỗ thay khô đứng, dùng hết sức di chuyển đèn dầu sát người trên mặt đất, tiếp đó nghe thấy hàng loạt tiếng két két khi cơ quan chuyển động. Ông già Tôn ngửa mặt lên trời cười to và nói, giờ thì tốt rồi, chúng ta ai cũng không ra được, bí mật của lăng mộ này sẽ vĩnh viễn là bí mật. La Hải nghe thế đột nhiên thay đổi sắc mặt nói, không ổn. Nhất định là lão già này đã thả đoạn long thạch ở miệng giếng xuống, chúng ta mau chạy tới lối ra. Vô dụng, bây giờ cậu chạy tới thì cũng đều chậm cả rồi, một khi biết kính miệng giếng này từ bên trong, trong ngoài đều không thể mở ra được. Ông già tôn mặt mày vặn vẹo nói. Tôn bân cạnh bên lại rất hoảng hốt, chú, cháu thì làm sao đây? Tiểu vân đã có con rồi, cháu phải ra ngoài. Lúc này ông già tôn lạnh lùng nhìn tôn bân và nói, tiểu bân, không cần lo lắng, nếu nhà họ tôn đã có đời sau vậy cháu ra ngoài hay không ra đã không có ý nghĩa gì nữa đương nhiên là có ý nghĩa cháu phải làm cha cháu muốn ra ngoài nuôi con của cháu cháu muốn nhìn nó trưởng thành tôn bân đột nhiên bị kích động nhìn dáng vẻ của chú cháu nhà họ tôn tôi cảm thấy bi ai thay cho họ suốt đời giữ gìn bí mật của một người chết vĩnh viễn đều không thể giải thoát tuy rằng bây giờ bị nhốt ở đây nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với chú lê thêm nữa có thầy trộm mộ la hải đây sao chúng tôi có thể không ra được chứ nhưng tôi lập tức biết mình hơi quá lạc quan bởi vì khi tiếng cơ quan dừng lại tôi lập tức nghe thấy một tiếng cười the thé của phụ nữ lại tới nữa tiếng cười này thật đúng là âm hồn không tan mà nhưng lúc này tôi nhìn về phía đám chú lê phát hiện sắc mặt của họ cũng không tốt cho lắm chẳng lẽ giờ họ cũng nghe thấy rồi Mọi người nghe thấy cái gì à?" Tôi nghi ngờ hỏi. Lần này La Hải nói rất chắc chắn, nghe thấy là tiếng cười của phụ nữ. Ông già tôm cười ha ha nói, "Các người cho rằng chỉ đơn giản là Đoạn Long thạch rơi xuống thôi sao? Đừng quên quan tài máu vừa rồi, chỗ đó nhốt ác quỷ đấy." Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, xem ra một loạt tiếng động của cơ quan vừa rồi, ngoại trừ thả Đoạn Long thạch xuống miệng giếng ra, chắc là còn mở cổ quan tài máu mà chúng tôi không dám chọc vào kia. Lúc này từng cơn gió lạnh từ sông ngầm thổi tới, ngọn lửa trong động cũng bị thổi phần phật. Giữa ánh sáng lay động, một dáng người thon dài đang từ phía xa chậm chậm đi tới. Thứ đó còn chưa đến gần mà chúng tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi trong gió. Đinh nhất chắn phía trước tôi, sau đó còng cứng người nhìn bóng đen đang từ từ tới gần dưới ánh lửa sự sợ hãi dường như làm thời gian ngưng động lại rất lâu. người sụp đổ trước nhất chính là tôn bân. đầu tiên anh ta đã cực kỳ tuyệt vọng vì bị chú mình nhốt lại dưới giếng, mà lúc này lại phải đối mặt với quái vật chưa biết là gì được thả ra từ quan tài máu. bị hai loại cảm xúc cực đoan đè nén, anh ta đột nhiên cất tiếng cười to lên. trên đời này ở đâu ra ma quỷ? người đã chết hơn một trăm còn có thể đứng lên đi lại? lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Tôn Bân nói xong thì chạy ra khỏi cửa động, quay đầu nhìn về phía bóng dáng kia. Lúc này vị trí của chúng tôi không nhìn thấy gương mặt thật của bóng dáng ấy, nhưng mà chúng tôi lại có thể nhìn ra từ vẻ mặt của Tôn Bân, đó hẳn là một quái vật cực kỳ đáng sợ. Tôn Bân vừa rồi còn tinh thần rất phấn khởi, đột nhiên đứng cứng đờ ra đó, đồng tử của anh ta chậm chậm giãn to ra, vẻ mặt càng ngày càng vặn bẹo, dường như muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến. Chương 482 Tiểu Bân Mau quay lại, ông già Tôn nôn nóng kêu lớn. Nhưng ông ta vừa lên tiếng thì thấy cơ thể của Tôn Bân đột nhiên bị lực nào đó hút lên không trung. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cơ bản tôi không thấy được là thứ gì hút Tôn Bân lên. Ông già Tôn nhìn thấy cảnh này, cả người cũng mềm nhũng quỳ xuống đất. Xem ra ông ta miệng thì hai nói cứng nhưng khi trực tiếp thấy người thân chết cũng chẳng chịu nổi. Con thấy rõ không? Lúc này chú Lê hỏi Đinh Nhất, bởi vì anh ta là người có thị lực tốt nhất trong chúng tôi. Chắc là một đứa trẻ, Đinh Nhất nói mơ hồ. Tôi nghe mà vô cùng khiếp sợ, đứa trẻ? Ở đây lấy đâu ra trẻ con chứ? Cháu đừng quên, trước khi nha hoàng Xuân Hỷ kia chết phải năm đứa con trong bụng còn chưa sinh ra, chú Lê đứng bên nhắc nhở. Nhưng đó chỉ là thai nhi mà, tôi nghi ngờ mà nói. Lúc này La Hải hỏi Đinh Nhất, đứa bé kia nhìn lớn khoảng bao nhiêu? Đinh Nhất suy nghĩ rồi nói, chừng khoảng 4 năm tuổi. Trong nhất thời cả đám chúng tôi đều trầm mặt, quả nhiên là xác thai phụ trong quan tài máu bị thả ra. Bây giờ Sáu xem ra, nếu không giải quyết được con quái vật này, đừng nói thoát ra ngoài, ngay cả cái gọi là mộ này chúng tôi cũng không ra được. Lúc này âm thanh như khóc như cười kia cách chúng tôi ngày càng gần, mà Tôn Bân vừa rồi bị hút đi giờ cũng đã không có động tĩnh, chắc là không sống nổi. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng năm nặc, nhưng ngoài trừ có thể nhìn thấy bóng dáng kia đang di chuyển, chúng tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Ai cũng không chạy được, ai cũng không chạy được. Ông già Tôn đột nhiên phát điên gào to, tiếng kêu vừa tăng tốc, vừa bi thương có lẽ ông ta cũng hiểu rõ sự trả giá từ thế hệ này đến thế hệ khác của gia tộc ba mình là vô nghĩa cỡ nào nhưng con người một khi đã tới mức u mê không tỉnh có ý nghĩa hay không đã không còn quan trọng theo lời ông già tôn cất lên một cảnh khủng khiếp làm người ta sợ hãi xuất hiện xuân hỷ đã chết từ nhiều năm giống như bò từ máu loãng ra cả người lỏng tổng máu đen đi từng bước tới gần chúng tôi bề ngoài của xuân hỷ gần như không thay đổi gì Quần áo trên người cô ấy vì ngâm trong máu đen thời gian dài nên đã mục nát hết, tuy rằng giờ còn dính trên người, nhưng đã không thể che đậy phần lớn da thịt nữa. Làn da cô ấy xám trắng, vẻ mặt chết chóc, đáng sợ nhất chính là bụng của cô ấy. Cái bụng cực lớn và thân hình gầy gò của Xuân Hỷ tạo nên sự tương phản rõ ràng. Phần da bụng bị căng lên gần như là nửa trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có thứ gì đang động đậy trên rốn của cái bụng đang nhô lên có mạch máu đỏ giống vừa nãy trên cánh tay tôi, chằng chịt lan ra đến phía sau lưng, còn cả trên đùi cô ấy. Người có hội chứng sợ hãi nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu luôn. Tôi vốn tưởng thi thể này sẽ giống như cương thi trong truyền thuyết nhảy cà tưng đến, nhưng có thể thấy cô ấy đi đường chỉ cứng đơ hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Lúc này tay phải của Xuân Hỷ tóm một thứ, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Tôn Bân vừa nãy biến mất không thấy. Một mắt cá chân của anh ta bị Xuân Hỷ tóm chặt lấy, sau đó chậm chậm kéo đi về phía trước. Đáng lý ra bây giờ anh ta đưa lưng lên trên thì chúng tôi phải không nhìn thấy mặt mới phải, nhưng lúc này cổ của Tôn bưng cũng đã xoay 360 độ về sau, anh ta trừng mắt hoảng sợ mất hồn, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Tôi nhìn thoáng qua ông Tôn cũng đang bị dọa phát ngốc, cháu trai ông đã chết rồi. Đây là kết quả mà ông muốn nhìn thấy à? Ông Tôn rung lẩy bẫy đặt mông ngồi trên đất, vẻ mặt như khóc lại như cười, chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. Dù sao cũng không phải con cháu nhà họ Tôn ta, chết thì chết đi. Ông nói cái gì? Tôi giật mình hỏi ông ta. Ông Tôn hừ lạnh nói, Tôn Bân chỉ là trẻ mồ côi mà tôi nhận nuôi, nó vốn không phải họ Tôn, cả đời tôi chưa từng kết hôn. Nhận nuôi nó chỉ là muốn về già rồi có thể có người chăm sóc, lo ma chay, thật ra tôi đã dự đoán từ lâu bí mật của lăng mộ đến thế hệ này của mình sẽ không giữ được tôi nghe mà tức giận vô cùng vậy là ông lừa anh ta anh ta xem ông là người thân duy nhất hoàn thành sứ mệnh của gia tộc cực kỳ hoang đường kia của ông nhưng ông lại lừa anh ta ông dùng một lời nói dối để hủy hoại cả đời anh ta cho dù anh ta là trẻ mồ côi thì cũng nên có cuộc sống của mình chứ không phải giống như bây giờ mẹ nó tất cả đều là lời dối trá không biết tại sao lúc ấy tôi thật sự rất tức giận cái cảm giác bị người thân nhất lừa gạt quá khó chấp nhận tuy bây giờ tôn bân đã chết nhưng anh ta lại chết một cách vô nghĩa như thế thậm chí có thể nói chính là một trò cười nhưng bây giờ lại không phải lúc nên lên án lão già này bởi vì xuân hỷ đã gần ngay trước mắt hình như cô ấy cũng cảm giác được sự tồn tại của chúng tôi sau đó vung mạnh tay lên ném thi thể tôn bân tới đinh nhất và la hải lập tức lôi tôi và chú lê vọt sang một bên ông già tôn thì không may mắn như vậy ông ta bị thi thể của tôn bân đập trúng miệng phun ra một ngụm máu tươi chúng tôi cũng không kịp xem ông tôn đã chết chưa chỉ có thể tạm thời rút đến bên cạnh quan tài đen vào lúc này tôi đột nhiên nghe thấy hình như quan tài đen có tiếng gì đó giống như âm thanh móng tay người cào lên kim loại Tôi nuốt nước miếng nói với ba người bọn họ, mọi người nghe thấy gì không? Trong quan tài này hình như có tiếng động. Lúc này sắc mặt của La Hải cũng trắng bệch, rõ ràng anh cũng đang hối hận vừa rồi không nên tùy tiện cậy cổ quan tài đen này ra. Điều duy nhất đáng mừng là lúc ấy anh và Đinh Nhất vẫn chưa nảy hết hoàn toàn, nếu không giờ đây chúng tôi phải bị tấn công cả trước lẫn sau rồi. Đột nhiên, chú Lê vẫn luôn không nói gì tự vỗ vào ót mình và nói: sao chú lại không nghĩ tới nhỉ? Đinh Nhất, La Hải, bây giờ các cháu cậy toàn bộ cổ quan tài đen ra. Tôi vừa nghe thế thì giật mình nói, chú điên rồi. Thế không phải thả ra hai con quái vật à? Chú có còn muốn chúng ta có đường sống hay không? Nhưng chú Lê lại nói với vẻ mặt tự tin, nghe chú không sai đâu, cháu đừng quên giữa hai người đàn bà này có thù oán. Hai người vừa gặp mặt, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Tôi lập tức hiểu ý chú, Xuân Hỷ bị cách cách hại chết, mà cách cách lại bị thai quỷ trong bụng Xuân Hỷ hại chết. Hai người phụ nữ này mà gặp mặt, còn không phải là sấm rung chớp giật à. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Đinh Nhất nhanh chóng với lấy xà ben dưới đất rồi chạy tới trước quan tài đen, cố sức cậy góc cuối cùng của quan tài ra, tiếp đó nghe một tiếng bùm, nắp quan tài đen bật ra bắn thẳng về phía vách đá, lún thật sâu vào bên trong. Tục tân của tôi ơi! Đây là sức lực lớn cỡ nào hả? Cái nắp quan tài kia ít ra cũng phải mấy trăm ký, thế mà đã bị bắn bay một hơi liền. May mà tôi và chú Lê đã sớm trốn vào trong góc, nếu bị thứ đó đập vào, đoán chừng còn thảm hơn cả ông Tôn. Chương 483. Theo nắp quan tài mở ra, mùi thơm vừa rồi càng nồng hơn, trong lúc nhất thời mùi vị trong này trộn lẫn giữa mùi máu tươi và mùi thơm nồng, buồn nôn không nói nổi. Tôi bị loại mùi hỗn hợp này hung cho đâu cả đầu, nếu không phải tình hình bây giờ quá mức quỷ dị, có lẽ tôi đã ói ra từ lâu rồi. Hai lúc này tôi thấy Xuân Hỷ vừa nãy còn từ từ đi thẳng đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía quan tài đen. Trong mắt Xuân Hỷ toàn một màu xám trắng, đã không phân biệt rõ con người và trồng trắng, chỉ thấy cô ấy hơi nghiêng mặt sang một bên, như đang dùng tai nghe tiếng động ở hướng quan tài đen. Hóa ra năm đôi mắt Xuân Hỷ bị mù tất cả cảm giác của cô ấy đều dựa vào khả năng nghe. Mà lúc này trong quan tài đen bàn tay của phụ nữ chậm rãi vươn ra, trong làn da khô quắc và móng tay thật dài kia, xem chừng vừa rồi âm thanh cào kim loại chính là do nó tạo nên. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của cách cách sáu thiền nhà trước khi chết, không thể đẹp bằng Xuân Hỷ được. Lúc ấy cô ta bị thai quỷ hút hết máu toàn thân, đã y như là một cái thây khô rồi. Giờ thời gian lại đã qua hơn 100 năm, trời biết bây giờ cô ta sẽ như thế nào đang nghĩ ngợi đâu đâu thì trong quan tài lại vươn ra một bàn tay năm khác tiếp theo hai tay dùng một chút sức khuôn mặt xác chết nữ tiều tụy thò dậy trong quan tài đen da trên mặt cô ta héo rút hết mức nên lộ ra hàm răng trắng đến ghê rợn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ mẹ kiếp thế này cũng xấu quá đi còn không bằng xuân hỉ nữa tôi thấy mà giật mình nói A à, ba ngờ cái xác nữ trong quan tài kia lại như có thể nghe thấy, đột nhiên xoay mặt về phía chúng tôi. Chú Lê ở bên cạnh thấy thế bèn bịch kính miệng tôi, sợ tôi nói nhiều thêm một câu nữa sẽ dẫn cái xác sống tới. Ai ngờ vào lúc này, giữa hai chân Xuân Hỷ đột nhiên bay ra một thứ, lập tức chạy về phía thay khô trong quan tài đen. Lần này chúng tôi đều thấy rõ ràng, đó đúng là đứa bé 4-5 tuổi, cả người toàn là máu, một cọng tóc cũng không có. Động tác của con quái vật nhỏ này rất nhanh, quả thực giống như con khỉ bị lột da, bèo một cái đi thẳng đến trước mặt Thay Khô, nhưng không ngờ động tác của cái Thay Khô cũng không chậm, quất một tay về phía con quái vật nhỏ, thứ kia hét thảm thiết rồi lại rụt về bụng Xuân Hỷ. Chúng tôi nhìn mà sững sốt, không ngờ bụng Xuân Hỷ còn có chức năng này nữa, thai quỷ sinh ra rồi mà còn có thể chui trở lại. Xuân Hỷ thấy con của mình chịu thiệt, dĩ nhiên sẽ không chịu để yên vương hai móng vuốt máu chộp lấy thay khô còn ở trong quan tài kẻ thù gặp nhau đỏ hết cả mắt mà thay khô cách cách cũng không cam lòng yếu thế dùng sức nhảy thẳng ra khỏi quan tài đen nháy mắt hai cái xác nữ lăn vào đánh nhau động tác cực nhanh làm mấy người đứng xem chúng tôi đều không nhìn rõ chỉ cảm thấy hai bóng người một đen một đỏ đang vào nhau thỉnh thoảng còn có máu đen trên người xuân hỉ vẩy ra khắp nơi lúc này tôi nói nhỏ với la hải anh thấy ai sẽ thắng. La Hải nghe xong thì cười nói, tôi thấy cách cách lợi hại hơn. Tôi lắc đầu nói, cũng không hẳn, rốt cuộc Xuân Hỷ có tới hai mẹ con. Hai người có ít gì chứ, cậu phải xem oán khí của ai nặng hơn. Tôi đặt cược 10 đồng, chắc chắn là cách cách thắng. La Hải tự tin. Tôi nghe xong rất không phục nói, em đặt 100 đồng, chắc chắn là mẹ con Xuân Hỷ thắng chú lê ở bên cạnh thực sự nghe không nổi nữa tức giận nói hai đứa bay lớn mật thật đấy lát nữa bất kể là ai đánh thắng chuyện đầu tiên chính là giải quyết chúng ta bây giờ còn không nắm bắt thời gian nghỉ xem chốc nữa phải làm gì đây à tôi và la hải lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa bởi vì chúng tôi ai cũng không có cách phá giải tình huống khó khăn hiện giờ cuối cùng vẫn là chú lê lấy một bó tơ hồng ra sau đó quay đầu lại hỏi tôi cháu có còn là trai tân không? Mặt già của tôi đỏ lên, lắp bắp nói, cháu, cháu từng xem phim khiêu dâm có tính không? Chú Lê bị tôi hỏi mà sửng sốt, thế nhưng nhất thời cũng không thể xác định tôi có tính là trai tân hay không, vì thế đành phải gọi Đinh Nhất tới, bảo anh ta trích ra một chén nhỏ máu trai tân. Thấy Đinh Nhất bị rút nhiều máu như vậy, tôi hơi không đành lòng, vừa định nói gì thì thấy chú Lê đã ngâm bó tơ hồng kia vào máu. Nói cũng kỳ quái, tơ hồng này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vừa thấy máu là giống như bọt biển, hút sạch máu trong chén không còn một giọt. Tiếp theo, chú Lê bảo chúng tôi trốn vào một góc, sau đó chú dùng tơ hồng dăng lên hai bên vách động tạo thành một tấm lưới bát quái, che kín mọi người vào bên trong lưới. Lúc này mắt sắc của Đinh Nhất đột nhiên phát hiện trong quan tài đen có một tấm da hưu, bên trên hình như viết đầy chữ vì thế anh ta nhân lúc lưới bát quái của chú lê còn chưa giăng xong nhanh chóng đi ra ngoài lấy thứ trong quan tài về đồng thời hai bóng dáng một đỏ một đen kia cũng dần dần phân cao thấp rõ ràng cách cách không phải là đối thủ của xuân hỷ lúc này đã bị đánh đến không còn chỗ thịt nào nguyên vẹn có lẽ là thấy phía cách cách đã bị lép vế vì thế xuân hỷ lại thả thai quỷ trong bụng ra con quái vật nhỏ này thấy mẹ xã giận cho mình lập tức kêu ngào nhảy lên người thay khô cắn loạn xạ. Không tới một lát đã xé nát thi thể của cách cách. Tuy rằng cái thay khô này đã không còn máu, nhưng cảnh tượng vẫn khiến người ta sợ hãi vô cùng. Từng phần chân tay còn lại của cơ thể rải rác khắp nơi, quả thực khủng khiếp như là A tỳ địa ngục. Lúc này ông Tôn vừa rồi bị thi thể của Tôn Bân đập ngất đi đột nhiên ho khang rồi tỉnh lại. Tôi thầm nghĩ ông già này cũng xui xẻo thật, tỉnh quá không đúng lúc. Quả nhiên, con quái vật còn chưa chơi thỏa thích như đã phát hiện ra món đồ chơi mới nhảy lên người ông ta lại cắn xé một trận nữa ông già hét thảm thiết làm tôi nghe mà da đầu tê dại cách chết như vậy cũng thảm quá rồi chỉ tiếc trong tay tôi không có súng nếu không tôi nhất định sẽ dùng một phát súng kết thúc sự đau đớn của ông ta súng nghĩ đến súng tôi nhìn ngay sang ông tôn Quả nhiên thấy dù người ông ta liên tục bị con quái vật cắn xé nhưng tay vẫn chậm chậm duỗi về phía cây súng trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng bùm, con quái vật hét thảm thiết, nó còn muốn chạy về lại bụng mẹ như vừa rồi. Nhưng lần này lại chạy chưa được vài bước đã ngã xuống đất, chân dãy dãy rồi chết luôn. Tôi thật không ngờ đứa trẻ này còn chưa đánh đấm gì đã bị một phát súng giải quyết rồi. Sớm biết súng tự chế có uy lực lớn như vậy, vừa rồi tôi nên nhặt nó lên mới đúng. Xuân Hỷ thấy con mình đã chết, phát ra tiếng thét dài như loài cú đêm. Tuy bây giờ cô ấy đã là người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy sự khổ sở trong tiếng của cô ấy. Chương 484 Ông Tôn chỉ còn lại nửa cái mạng, vừa thấy con quái vật đã chết trên đất, lập tức giơ súng ngắm ngay Xuân Hỷ. Đáng tiếc lần này thần may mắn không quan tâm đến ông ta phải hai súng bị kẹt. Xuân Hỷ căm phẫn vọt tới trước người ông Tôn, bóp cổ dứt bỏng ông ta lên cao sau đó dùng một tay khác đâm phập vào lồng ngực của ông ta móc ra trái tim năm còn đang nảy thịt thịt rồi bóp mạnh thành thịt nát giờ này phút này cái gọi là người canh giữ lăn nhà họ tôn tất cả đều chết hết có lẽ trong lòng ông tôn cũng biết số sáu mình cũng định sẵn sẽ chết ở đây rồi nhưng còn tôn bưng thì sao có phải anh ta chết không đáng chút nào không xuân hỷ mất con vẫn còn đang điên cuồng sâu xé thi thể của năm ông già tôn dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự đau thương trong lòng mình lúc này chúng tôi ở bên trong lưới bát quái rất khó xử nếu bây giờ bỏ chạy làm ba không tốt thì đúng lúc sẽ thành thứ cho xuân hỷ trút sự đau khổ nếu không chạy một lúc nữa cô ấy trút xong sớm hay muộn gì cũng sẽ nhớ tới chúng tôi đột nhiên tôi nhớ tới tấm da hưu đinh nhất lấy ra từ trong quan tài có lẽ trên đó sẽ viết vài thứ quan trọng cũng không biết chừng. Kết quả đinh nhất đưa tấm da hưu cho tôi thì thấy, bên trên lại viết toàn là chữ như vẽ bùa quỷ. La Hải nhìn thoáng qua rồi nói, đây là chữ viết của tộc người Mãn. Tôi sốt ruột muốn biết nội dung trên đó, vậy bên trên viết cái gì? Ai ngờ La Hải lại lắc đầu nói, tôi xem không hiểu. Vậy sao anh biết đây là chữ Mãn chứ? La Hải cứng cổ nói, cậu cũng biết chữ Hàn Quốc là thế nào, nhưng cậu vẫn xem không hiểu đó thôi. Đúng, cũng là lý lẽ như vậy. May sao cuối cùng chú Lê nhận lấy tấm da hưu, chú có thể xem hiểu đại khái trên đó viết cái gì. Tấm da hưu này là do vua sư A Thái năm đó viết. Nội dung bên trên ghi lại là về cách đối phó ra sao khi ác quỷ thức tỉnh. Căn cứ theo lời trên Yahoo, sở dĩ năm đó ông ta để thi thể của cách cách vào trong quan tài đen này là vì để luyện hóa thành thi sát đối phó khi ác quỷ thức tỉnh. Hơn nữa năm đó ông ta cũng có điều kiên dè dạ với vị phò mã kia, bởi vì mục đích của tất cả những điều ông ta làm chỉ là muốn ngăn cản ác quỷ chuyển thế làm người. Hơn nữa ông ta còn biết rõ trên gia hưu, lý do giữ lại giếng cổ làm lỗ thông gió, cũng không phải vì cần cho phong thủy gì cả mà là bởi vì cần phải có dương khí từ trên giếng cổ đi vào, như vậy thai quỷ sẽ rơi vào trạng thái nửa ngủ đông. Một khi chỗ lỗ thông gió kia bị phá hỏng hoàn toàn, dương khí không còn, huyết thi sẽ ra khỏi quan tài, đến lúc đó không tránh được việc đụng phải thi sát đại chiến một trận. Nếu lỡ như thi sát thua, vậy phải nghĩ cách đưa mẹ con thai quỷ vào trong quan tài đen, bởi vì đó chính là nhà giam chuẩn bị cho chúng. Chỉ cần kéo lũa vàng bên trong quan tài xuống thì những phù văn trấn quỷ ở vách trong của quan tài sẽ lộ ra toàn bộ, đến lúc đó sẽ nhốt chặt mẹ con Xuân Hỷ ở bên trong quan tài đen. Sau đó dìm quan tài đen xuống sông ngầm, rồi thả đoạn long thạch, để nó vĩnh viễn bị nhốt trong lòng sông ngầm này, mãi mãi không thể sống lại. Bây giờ xem ra, ông Tôn đã làm theo trình tự ngược lại, ông ta thả đoạn long thạch xuống trước, ngăn dương khí bên trên, lúc này mới thả mẹ con Xuân Hỷ trong quan tài máu ra. Tuy rằng giờ đã biết nên đối phó với Xuân Hỷ thế nào, nhưng muốn đưa cô ấy vào quan tài đen thật sự là khó khăn quá. Lại nói, nắp quan tài còn khảm trên tường kìa. Nếu không có nắp quan tài, làm sao nhốt được Xuân Hỷ? Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi mà. Lúc này Xuân Hỷ đã xé nát ông Tôn ra rồi, lại chầm chậm bế đứa con đã chết dưới đất lên, cất tiếng khóc sụt sùi. Thấy cảnh như vậy, đột nhiên tôi nghĩ đến một cách, đó chính là tìm cách cướp đứa con đã chết trong tay cô ấy, sau đó ném vào trong quan tài đen. Tất nhiên cô ấy sẽ nhảy vào quan tài đen để nhặt, nếu có thể nhân cơ hội này đóng nắp quan tài lại, thế là không phải mọi chuyện xong rồi à. Tuy rằng kế hoạch này khá thô sơ, độ khó khi thực hiện lại lớn, nhưng giờ xem ra cũng là cách duy nhất có thể làm được. Chúng tôi ở trong lưới bàn bạc, cuối cùng nhất trí cho rằng nếu muốn thành công cướp được đứa trẻ đã chết kia, không phải đinh nhất làm là không được. Mà ba người còn lại chúng tôi phải phụ trách cậy cái nắp quan tài xuống, đừng tưởng rằng đây là việc nhẹ nhàng, đó chính là nắp quan tài kim loại nặng vài trăm ký đấy. Đầu tiên, đinh nhất phải dụ Xuân Hỷ đi, cho chúng tôi tranh thủ thời gian và không gian ra cậy nắp quan tài trên vách động. Một khi bên chúng tôi làm được, sẽ dùng xà beng gõ ba tiếng lên quan tài đen Đinh Nhất nhận được tín hiệu sẽ nghĩ cách cướp đứa trẻ đã chết trong lòng Xuân Hỷ, chạy trở về. Lúc ấy chúng tôi trốn ở chỗ khuất, chờ Đinh Nhất chạy về ném đứa trẻ vào quan tài đen, với trạng thái tinh thần hiện giờ. Nhất định Xuân Hỷ sẽ nhảy vào quan tài đen tìm con, chúng tôi lúc này sẽ nhanh chóng đóng nắp quan tài lên. Nếu lời trên gia hưu đều là thật, Xuân Hỷ sẽ bị phụ văn trấn quỷ trên vách quan tài trói lại, rất khó thoát ra. Kế hoạch này tuy nói thì đơn giản, nhưng thực tế độ khó khi thực hiện vẫn rất lớn đặc biệt là đinh nhất phần của anh ta mới là nguy hiểm nhất tôi thực sự thầm đổ mồ hôi lạnh thay anh ta kế hoạch bắt đầu đinh nhất là người đầu tiên ra khỏi lưới bát quái đã không còn lưới bát quái che giấu xuân hỷ lập tức phát hiện ra đinh nhất cô ấy không nói hai lời đã bay người nhào tới may sao tốc độ của đinh nhất nhanh anh ta lách mình nhảy đến gò đất bên ngoài nhảy lên nhảy xuống vờn vòng quanh xuân hỷ Chúng tôi thấy Xuân Hỷ đã bị Đinh Nhất dụ đi, lập tức ra khỏi lưới bát quái. Dụng cụ ở đây không nhiều lắm, trừ hai cây xà ben lúc nãy dùng để cậy quan tài đen ra thì không có gì khác. Vì thế tôi và La Hải mỗi người một cây xà ben, cố gắng cậy nắp quan tài khảm trên vách động. Nhưng mà nắp quan tài này thật sự khảm quá sâu, tôi và La Hải đều dùng hết sức bú mẹ mà vẫn không cậy xuống nổi. Đương nhiên, chủ yếu là sức của tôi quá yếu cuối cùng vẫn là chú lê đứng cạnh giúp tôi lúc này mới cậy nắp quan tài hở ra một khe hở nho nhỏ có khe hở thì dễ rồi chỉ là không biết bên đinh nhất giờ thế nào trên móng vuốt của thứ kia rất có thể có độc hy vọng đinh nhất đừng để cô ấy làm bị thương lòng càng gấp tay càng dùng sức hơn cuối cùng cái thứ to nặng như vậy cũng bị chúng tôi cậy xuống khỏi vách động chờ khi chúng tôi cố hết sức nâng cái nắp đến gần quan tài đen tôi đã mệt đến mềm nhũng cả chân lúc này chú lê kéo lụa vàng ở bên sườn nắp quan tài xuống bên dưới quả nhiên là phù chú trấn quỷ chằng chịt ba chúng tôi thả lỏng vài giây sau đó nhanh chóng phát tín hiệu cho đinh nhất tôi đoán lúc ấy đinh nhất cũng sắp đến cực hạn cho nên khi anh ta nghe thấy chúng tôi phát tín hiệu thì lập tức tung một động tác che mắt rồi giật lấy đứa trẻ đã chết trong lòng xuân hỉ đi